chào các bạn. Hiện tại tụi mình đang ở bãi biển Vũng Tàu. Hôm nay mình sẽ làm một clip gọi là tốn tiền các bạn, mà chơi phiên bản gọi là rất là nhiều người luôn. Đây, liền một vòng cho mấy bạn xem các bạn, từ bên đây qua. Đây, từng người nhiều quá nên không có giới thiệu tên nha các bạn. Quá là nhiều luôn. Ủa tất cả là bao nhiêu người anh? 24 người anh ơi. Tính luôn thành viên của mình chưa? Dạ rồi ạ. Rồi tổng cộng là 24 người chơi các bạn. Clip này mình với An là sẽ đi bắt, hai người bắt và có 24 người trốn. Trốn này là sẽ trốn ở trên bãi biển. Và bãi biển này là có một cái khu rừng đây nè, nhưng mà không được phép trốn quá sâu vào trong khu rừng này. Chỉ được phép từ chỗ cái mí bãi biển là vào khu rừng khoảng 15-20 mét thôi bạn, không được đi quá xa. Chứ những người mà đi xa đâu, múa ở trong kia là có mình lấy máy bay, mình dí heo thì máy bay bắt được, chứ không có nào mà đi nổi đâu các bạn. Và clip này, nội dung clip này là người cuối cùng còn chơi tốn tiền các bạn, tức là ai bị bắt thì sẽ bị loại và nghỉ chơi, người cuối cùng còn lại thì sẽ thắng giải thưởng thường lợi của mình là bơi cũ, một người duy nhất thắng thôi nha, không có giải hai giải ba gì hết. Chủ yếu là mình lên đây mình chơi vui và trải nghiệm thử coi lăn lết bò đồ sinh tồn rồi các kiểu là như thế nào, tại vì clip này có thể là kéo dài đến tối hoặc tới ngày mai luôn bạn, bởi vì có thể có những người chuẩn bị rất là kỹ trốn dạng như là không tìm được luôn và mình bắt chừng nào mà còn lại một người thôi. Lực chơi của clip này là muốn đem theo cái gì cũng được các bạn. Như đây là có thằng Hương nè, rồi bạn này rồi đem sản nè, rồi đem nước, đem đồ ăn, rồi các kiểu biển làm sao mà có thể trụ được lâu nhất, trở thành người cuối cùng và thắng nha. Ở đây là mình có hai thùng rau củ sấy tẩm vị Vlad các bạn. Cái này là công ty ở Bình Dương mình sản xuất luôn nên mình mua về review ăn thử luôn. Cái này mình mua trên Shopee nha. Các bạn nào có nhu cầu mua cái sản phẩm này thì có việc nhắn vào link tại phần mô tả và đặt hàng về thôi. Đây rau củ sấy là gồm có là khoai lang tím nè, rồi khoai lang đỏ, rồi khoai môn nè các bạn. Sấy. Nói chung là cái này khá là nhẹ, mỗi người lấy 2-3 bịch gì đó ăn dần cũng được. Tại vì clip này có thể tới ngày mai luôn á. Ok, mọi người ai muốn lấy gì lấy đi. Đừng lấy bỏ vô bịch nha. Anh hùi hai thùng luôn. Này là phô mai, còn này là tôm hùm. Còn đây là rau củ sấy vị tôm hùm nha, nguyên con tôm nó nhảy luôn nè, tôm Alaska. Rồi mình bắt đầu bấm giờ luôn các bạn. Vậy như mình bắt ở người nào phút thứ mấy rồi thì mình cập nhật ở cái đồng hồ này nha, và sẵn xem là cái thử thách này kéo dài được là bao nhiêu tiếng nha. Bắt đầu sử dụng thời gian của điện thoại nha. Hiện tại là 9:42. Rồi mọi người tản ra. Hello mấy bạn, mình có đem theo hẳn một cái sản luôn. Có, nếu mình thua cái game này mình sẽ đi đậu mộ kiếm thêm thu nhập. Ok, giờ mình với Tú sẽ đi đậu mộ nha. Nếu thua game này mình cũng có kiếm được ít vàng bạc châu báu. Rồi bây giờ mình với An với lại cô Bảo là sẽ ở trong cái căn nhà hoang này chờ đúng 30 phút, xong đó mình mới đi tìm các bạn. Tức là mình sẽ cho mọi người 30 phút để trốn các bạn. Lực chơi cứ đơn giản là người nào mà trụ tới cuối cùng. Nên mình phát bánh rồi cho mọi người nước rồi các kiểu các bạn. Ai mà sinh tồn được tới cuối cùng là thắng nha. Mình vẫn đi bắt nhưng mà mình bắt từ từ thôi, không phải vội nha các bạn. Trong thời gian chờ thì mình sẽ ăn review thử rau củ sấy tẩm vị Vlad. Cái này mình thấy lạ lạ là có khoai lang và lại lắc vị tôm hùm với lại phô mai các bạn. Cái này nó có hai cỡ, là cỡ nhỏ là 10.000 một bịch, còn cỡ lớn là 20.000 một bịch nha các bạn. Có hai vị là vị tôm hùm và vị phô mai. Chúng ta sẽ có là khoai lang tím nè, vị tôm hùm nè, khoai lang đỏ nè. Cái vị tôm hùm này ăn như là mấy bạn khoai lang sấy, mấy bạn ăn với lại mì tôm vậy. Nghe mùi tôm giống như mì tôm đó nè, rất là lạ luôn á. Mặn mặn ngọt ngọt. Rồi tiếp theo là mình ăn thử vị phô mai nha. Vị phô mai cũng có khoai lang tím, khoai lang đỏ và khoai môn luôn. Rất là giòn và thơm phô mai. Bạn nào muốn quan thử cái sản phẩm là rau củ sấy tẩm vị phô mai và tôm hùm thì có thể nhắn vào link ở phần mô tả, link Shopee hoặc ra mấy cái tạp hóa đồ mua các bạn. Tạp hóa hoặc là mua vào Shopee nha. Rồi mình và Tú quyết định xe đá cặp nha mấy bạn. Đá cặp gia tăng tỷ lệ chiến thắng hơn. Nên mình với nó sẽ hỗ trợ nhau. Đây ở đây, dưới đây có nguyên cái sản luôn nè. Tụi mình sẽ quyết định sẽ đi đào một cái hố gì đó. Ủa Quân nói gì?
Còn nếu mà hôi hả? Hắn chứ. Bộ mình là chia 50-50 á. Loại này còn kia, có nghĩa là dù hua cũng vẫn được chia được 50% số tiền. Nên mà tụi mình sẽ hỗ trợ nha, mà vậy á. Rồi bây giờ tụi mình sẽ đi tìm chỗ trốn nha. Đây, tuốt ngoài kia là rất nhiều người trốn luôn. Ai cũng quyết định vô rừng hết á. Chứ chưa thấy ai bé bị. Hình như có ai đi gần đó nè. Có hỏi nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nếu ai chịu chết cháy trốn ngoài biển thì có hỏi là hắn được. Tắm biển nữa chứ. Không tin tắm biển kìa. Bây giờ thời gian mình đi trốn vô rừng thôi. Giờ để mình sẽ dành thời gian đi tắm biển. Mình biết chắc là mình sẽ thua rồi. Bây giờ mình sẽ chơi. Mà nãy giờ mình chém gió là mất 5 phút rồi á. Mình có nửa tiếng để trốn rồi. Đây được không? Ủa? Mấy bạn đang check in thì phải. Đó, ta chụp từ sướng nè, selfie kìa. À mình nghe cái game này là game người cuối cùng. Nên mình nghĩ là không cần phải vội. Người cuối cùng còn tốn tiền. Nên bây giờ ngồi đây nghỉ mát chút xíu thì nắng quá. Có hơi ảnh trong trống, ảnh đang ăn mì gói hả? Bởi vậy, mình ở đây mình giới thiệu đồ dùng trước đi. Rồi mình bắt đầu di chuyển trốn. Giới thiệu cho các bạn đồ dùng của mình luôn. Cái này mình nghĩ là chiến đấu trường tồn. Mình chơi hẳn một bịch bánh Doraemon. Này là được, nãy được anh Lâm phát. Bánh vây lắc, ăn cũng khá là ngon á. Chú mình ăn thử rồi. Cái loại này gì mình chưa ăn. Chai Nutty Boost siêu hổng lồ. Một chai Good Mood. Rồi hết à, cái này toàn quần áo hai thôi. À còn chai C2 nữa. Còn Tú sao? Vây lắc luôn. Một bánh vây lắc, hai bánh vây lắc. Ba bánh vây lắc luôn. Ồ. Năm bịch bánh cargo. Ok. Chai nước. Nước suối. Và lon nước ngọt. Ồ. Hết. Dạ. Yeah. Không sao đâu, mình bắt cặp mà mình có thể chia sẻ nhau được mà. Giờ mình nghỉ mát chút xíu rồi mình tiếp tục tìm chỗ trốn. Ở cái địa hới này khó trốn các bạn. Các bạn nhìn thấy mấy cái lùm này nhìn đơn giản lắm, nó không có rậm rạp. Nhìn. Ủa, Tú bắt được gì hả Tú? Con gì nè anh? Con cua mà nó cạn bự chào bá luôn. Mà cái mình nó nhỏ xíu à. Cua này nó tập tạ một tay à. Nó có cái càng à. Đây là cua Hanot nè. Có phải ổn áp nè các bạn. Tụi mình dự định sẽ cắm trại ở cái cây. Cây này chắc là cây đước nè. Dự định là cắm trại cây đây luôn. Cái địa hình tụi mình dự định trốn tìm là có nước, có sình. Rất là khó lội vô đây. Các bạn cũng nghe tiếng xe chạy đâu, ở ngoài nó có cái đường á. Nhưng mà ở đây làm rạp lắm. Gần rất là hói vào. À, nãy giờ ngồi ăn bánh uống trà, kết quả là 41 phút luôn các bạn. Lố luôn nha. Không sao. Câu khách này là cho mọi người đi trốn á, cho có nhiều thời gian, và đặc biệt là càng câu giờ thì người nào mệt thì tự động đi ra đầu hàng luôn các bạn. Nói chung là bây giờ là mình với cô An sẽ bắt đầu đi bắt nha. Clip này là có hai người bắt lận, nhưng mà tụi mình đi chung chung với nhau các bạn, tại vì vác đồ rất là nhiều, bánh trái nước rồi dù rồi nữa. Ok, đi thôi. À, mình sẽ ưu tiên bắt những người trong lùm cây trước các bạn. Phía bãi biển đây thì mình nghĩ là chắc chắn là có người đào lỗ rồi trốn rồi các kiểu. Nhưng mà tụi mình ưu tiên bắt tôm cây trước, tại hiện tại là gần 12 giờ trưa, nắng rất là gay gắt luôn các bạn. Đi ra lùm cây cho mát nha. Ưu tiên lùm cây ăn ơi. Rồi một bạn đó bị bắt rồi, bắt trốn đâu hả anh? Đây anh, em trong lùm đây nè, em có đi trốn đâu xa đâu. Rồi bạn này là bị bắt đầu tiên, sao đem cuốc sản đâu quá trời luôn mà không xài. Đào sâu đất dưới đất cứng lắm anh ơi, đào sâu không được. Em tưởng là đem xe này sẽ xài đào sâu được mà cuộc đất cứng quá, đào xuống tới dưới là như hết được phải chừng 2 gang tay bắt đầu à. Coi như đào hết được luôn rồi. Rồi ok, bạn đầu tiên bị tạch ở phút thứ 50 luôn các bạn ơi, mới đi mất 5 phút à. Rồi bạn Tiến đầu tiên bị tạch ở phút 50 các bạn. Mà nói chung là chơi vui lên TV rồi chơi cho vui ha. Dạ đúng rồi. Anh còn nước kia. Qua đây rồi ạ. Ai tốn tiếng chưa? Chào anh. Hello. Bạn là tên gì? Dạ tên Tiến anh. Nãy là Tiến, bây giờ là Tiến các bạn. Dạ. Tao tốn chỗ ngồi với ông nội.
em tưởng anh đi từ bãi biển vô nên em núp hai gốc cây nè. Em lấy miếng mút em che lại. Phút thứ 60 bạn Tiến bị tạch với bạn. Đây mình thấy được hai người nè mấy bạn. Ai đây, nghe giọng với anh Hương quá ta. Ai hả? Ai hả? Ủa không phải anh Hương hả? Ai hả? Xuống đi, bắt được rồi. Em bắt được hai người nó nè anh Lâm ơi. Wow. Hay vậy. Cây gì mà leo được hả? Nó nhỏ xíu luôn mấy bạn. Coi này. Nó nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ không à. Mà gai nữa. Hơi xui cho hai anh đó. Rồi hai anh tên gì ạ? Em tên Vô. Vô á? Tên Cường. Tên Cường hả? Đến đâu à? Đến từ Bà Rịa. Bà Rịa à? Cũng gần mà đúng không? Bị lỗi vòng đầu mà không sao. Hơi xui nha. Thôi mình chia tay nha. Rồi tạm biệt mọi người. Trong thời gian mình đi bắt á thì ở đây mình thấy được một cái cây lạ lắm nè mấy bạn. Đây, nó không biết trái gì nữa. Nếu mấy bạn biết thì comment cho mình nha. Vì mình thấy cái cây này nó có gai nữa. Wow. Ở đây mình lại bắt được thêm một người nữa nè mấy bạn ạ. Ở ai đây giống anh Hương thật sự nè. Ủa không phải nữa hả? Mình lại nhầm đó hả? Xin tên chào luôn. Mọi người nha, mình là Phúc nha, mình ở Bà Rịa Vũng Tàu nha. Rồi, thôi lại chia tay bạn nữa rồi. Bị lỗi xui nữa. Quá. Cho mình gửi lời chào đến Thi Béo với lại Đức Nguyễn nha. Rồi, hiện tại đang là 11 giờ trưa và tụi mình đã đi tìm được 1 tiếng 20 phút rồi. Và bắt được 5 người. Nói chung là bây giờ là tụi mình sẽ nghỉ ăn trưa. Từ từ rồi bắt các bạn, không có gì phải vội hết. Mấy người mà trốn, người ta càng trốn người ta càng bị test, càng bị mệt rồi các kiểu, chúng ta tự đầu hàng à. Nãy giờ tụi mình ngồi chơi gần tiếng đồng hồ à. Nói chung là nghỉ trưa. Cái thử thách lần này chủ yếu là thời gian các bạn. Tụi mình càng câu giờ thì những người trốn mới càng mệt, và có khi chút nữa họ tự đầu hàng luôn nha. Bây giờ tụi mình đi tiếp. Tụi mình phát hiện được một bịch Vlog của ai nè. Vẫn còn chưa ăn xong luôn đấy bạn. Một bịch ăn xong, còn một bịch chưa ăn xong bỏ đây luôn nè. Chắc là nghe ăn lại cái chạy á. Chuẩn bị mình coi dấu chân nè. Phía bên đây có một đoàn người đang cắm trại. Nói chung là có người đang trốn đây á. Và ở đây mình thấy được một bạn nè. Chơi giết mà ngủ luôn. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Trời ơi, chơi ngủ luôn hả? Mình đi từ cái đầu bên kia qua tới đầu trên đây á, mình mới bắt được một người nha các bạn. Vậy là mình bắt đầu tiên. Không, em giỡn anh á, anh là người thứ 6 hả? Mình tinh tấn nha, nay mình 23 tuổi. Và anh đến từ đâu? Mình ở Long An. Long An hả? Long An là tới đây chơi luôn. Vì đam mê, chơi vì đam mê. Rồi sau tiếng thứ 3 thì cô An bắt được thêm một người nha các bạn. Rồi tiếp tục lượm được một bịch bánh Vlog. Ăn hết luôn các bạn. Xả rác quá nha. Ok, lượm luôn. Nói chung là đi như là đi tìm tội phạm với các bạn ơi. Rồi mình phát hiện được hai bé. Wow. Đó chính là cu toàn với bạn gì ạ? Dạ đạt anh, thành đạt. Đạt toàn. Sao ngồi đây nghỉ trưa hay gì ạ? Dạ hiện tại hết binh chán quá. Hơn 3 tiếng một tí thì bắt được đạt toàn. Và đây chính là người thứ 7 và thứ 8 các bạn. Được 8 người à, mới được 8 người à. Y như là chơi này gọi là y như là đi tìm tội phạm các bạn. Đi theo dấu vết, dấu chân rồi rác rồi để lại rồi. Không có chỗ núp ơi, nhưng mà thật sự là tìm mệt thôi. Rồi mình phát hiện được một hai bạn gì đó đỏ đỏ đây nè các bạn ơi. Đường xa quá ta. Dạ. Rồi hai bạn luôn. Ê vô hẹn hò vậy không nổi. Em tên Minh anh ạ. Minh, còn bạn cái này. Minh Phát anh. Bạn Minh với bạn Phát hả? Dạ. Rồi nói chung là bị lội nha. Cứ ai bị bắt bị lội có được quyền chơi. Rồi cảm ơn đã tham gia chương trình nha. Vậy là bắt được chẳng 10 người nha bạn. 10 người. Trong cái khu rừng này nó rất là khó di chuyển luôn các bạn ơi. Những cây như vậy nè.
3 tiếng 50 phút để trôi qua rồi nha các bạn. Bắt được 10 người rồi. Mình Dương An là phải tách ra luôn. Khu rừng này nhìn như vậy mà rất là rộng luôn các bạn ơi. Và đặc biệt là rất là nhiều mấy cây có gai luôn. Ok mấy bạn ơi, hiện tại tụi mình đã yên vị chỗ này rồi. Tủ hé ngồi nhìn sang cảnh đó hả? Hơi đau đít, nhưng nếu mình quên cơ đau đít thì mình sẽ rất là sang chảnh đó. Còn hiện tại mình nghe bên ngoài có hát karaoke nữa. Nãy mình đi nghe mình thấy có anh chị mà nó cắm trại. Còn tụi mình là đang ở trong cái đầm lầy này nè. Mình càng chơi cái game này lâu, mình càng đốt bên đây lâu, mình càng nhận ra đây đúng thiệt là game người cuối cùng. Không đơn thuần là tốt tìm đâu, tốt tìm người cuối cùng á. Mình nghĩ là những cái chỗ khó như chỗ này thì anh Lâm sẽ bắt cuối cùng. Và lúc đó trời sẽ tối rồi. Trời tối là không ai dám lội vô đây đâu. Và nhìn xa cũng không thấy tụi mình nữa. Trưa nay tụi mình sẽ ăn món bánh vlog nha. Đây Tú. Bánh vlog tôm hùm. Ăn cũng xem như thế nào. Sẽ ra Tú. Ăn thì đúng là ăn khoai, nhưng mà vị thì bị tôm hùm. Ngon á. Trưa nay tụi mình sẽ ăn hải sản nha. Quá đã. Ăn chay. Ăn chay nhưng lại có vị hải sản. Hơn 4 tiếng trôi qua nha bạn. Tụi mình vừa mới về trại thay lại cái áo khoác mới. Cái áo khoác kia của mình nó đẫm mồ hôi rồi. Mình quy định là trốn từ trong từ bãi biển vô trong khu rừng là 15-20 mét. Kết quả là mình phải đi tới 150 mét luôn các bạn. Rất là nhiều người là người ta không biết đo số mét á, trốn lố nha các bạn. Phải nói là gây khó khăn ra đi tìm rất là khó. Bây giờ mình Dương An đang lặn theo cái đường mòn khoảng 200 mét trong khu rừng nha các bạn. Lần này lại bỏ cặp luôn á. Đúng rồi, lần này mình Dương An là về xe là dẹp cặp hết luôn các bạn. Tại vì có một số thành phần chạy. Đúng rồi, có một số người gặp chạy rất là dữ luôn, không nhìn thấy mặt được, chạy như điên luôn. Không thể bắt được. Tụi mình vét cặp, vét ghế rồi, kết quả là dí không có lợi các bạn. Lần này là chỉ mang máy quay với dù theo thôi. Ở đầm lầy này có mấy con cua bự khổng lồ mà lạ lắm các bạn. Cua một càng. À cái càng nó bự ha. Quay đi. Qua đây là đúng rồi. Đây. Ôi, nó bóng. À, cái càng nhỏ là nó kẹp á, còn cái càng lớn là nhìn phới phải luôn. Đây để cái hơi lá thử cái kẹp không. Trời gì ơi, càng gì kẹp gì cây vậy. Ủa càng này phới gì hả? Ừ. Đây đây đây, nó bự lắm anh. Wow. Thải hơi cho chạy nhanh không? Không đi chậm gì anh ơi. Ta ở té, cái càng không giữ thân bằng được. Chưa thấy cua nào phới với cua này. Nhăn hả? Anh làm gì đây em ơi? Để anh đi ngang qua em mà anh không ấy hả? Không thấy hả? Anh Dương Bảo đi ngang qua, anh Dương Bảo cũng hỏi em. Ai biết đâu tưởng nào. Rồi lộn đường Nhăn rồi các bạn. Dương, Dương. Đó lộn Dương. Lộn đường Dương rồi. Đây tụi mình đi tới phía mấy cái nhà có hàng rào màu xanh đằng đó các bạn. Tức đằng đó là ranh giới. Và luật chơi là chỉ được phép từ ngoài mí ngoài đó vô tới chỗ mình đứng là 20 mét thôi, 15-20 mét thôi. Nhưng mà chỗ mình đang đứng là thật sự là tới 50 mét luôn các bạn. Nhưng mà mình lại là lúc nãy mình bắt được mấy người phía trong kia là có 200-300 mét luôn á. Nói chung là khá là nhiều người vi phạm luật chơi các bạn. Nghĩa là có thể còn tốn xa hơn nữa. Nói chung là lần này chơi quá là nhiều, khó kiểm soát. Lần sau rút kinh nghiệm hơn nha các bạn. Bây giờ mình với cô An là sẽ đi dọc bờ biển. Không có nữa thì tụi mình sẽ về trại. Chờ tới tối rồi tính tiếp nha các bạn. Vì trò này thật sự là cũng có thử khách, gọi là nhịn đói nhịn khát nữa bạn. Ủa? Mệt quá anh ơi, lạnh quá. Wow. Ủa, đầu hàng hả? Dạ em đầu hàng anh ơi. Chầm như lúc nãy giờ luôn đúng không? Ngược dẹp luôn nè. Quay vòng cho bạn coi coi. Gì đang khui đít nữa nè. Tốt như đứa hả? Dạ đúng rồi. À, bạn này là tên gì? Dạ em tên Bảo. Rồi bạn Bảo các bạn. Mấy tiếng như nước rồi ta? 8 tiếng rồi. 8 tiếng. Wow, 8 tiếng như nước, lạnh không? Dạ lạnh đi. Thấy lên đây là biết là lạnh cỡ nào đầu hàng nha các bạn. Tại vì anh không muốn chơi lâu đi đâu, tính chơi là khoảng 3 tiếng thôi. Nhưng mà còn hiện tại là ngoài kia là còn khoảng 13 người. Tốt xa lắm, bắt không có được nên mình về dạng xem. Bây giờ là chỉ sang chế độ gọi là mình chuẩn bị đi săn đêm. Dạ. Tối mới đi bắt được. Thôi vậy chúc may mắn lần sau ha. Dạ. Gọi ra sao tắm luôn em. Rồi một người đầu hàng vì tốn với nước, lạnh quá bạn, 8 tiếng chịu hết nổi rồi nha.
ở ngoài bờ biển không? Chịu nổi. Có gặp mấy người kia đâu? Có sức à. Ba bảy cái đầu hàng à hả? Sao đầu hàng hả? Hết đồ ăn, anh ơi. Hết đồ ăn luôn. Hết đồ ăn, hết nước luôn rồi. Có mũi không? Hả? Có mũi không? Có, mũi quá trời luôn mà giờ đâu có làm sao mà. Ok, bạn này tên gì nè? Dạ em tên là Thiện Lương. Rồi, một bạn Thiện Lương gạch tên ăn rồi bạn này. Tên Thảo. Thảo, cuối cùng. Rồi mấy anh em nói chung là trải nghiệm chơi cho vui thôi ha. Biết là thật sự là quay video không có dễ đâu ha. Đúng rồi. Rồi cảm ơn ha. Chứ đâu có dễ đâu, tự nhiên có cái video coi đâu đúng không? Rồi tạm biệt ha. Rồi hiện tại đang là 6:30 tối các bạn và thử thách đã được 8 tiếng 44 phút. Mình với An bây giờ xách đèn pin đi săn đêm nha các bạn. Do cái clip này là mình quy định là chỉ tốn là từ cái phần bãi biển vô trong rừng là khoảng 15-20 mét thôi. Nhưng mà có khá là nhiều người tốn chắc cả cây số luôn các bạn. Mình với An tìm từ trưa giờ thì muốn chết luôn. À, hiện tại là trời đó tối là sẽ có mũi được cái kiểu là dễ săn hơn các bạn. Tụi nó không có chui vô lùm được. Mới như mới nãy là có 3 người đã ra đầu hàng là do chịu không nổi mũi rồi hét nước rồi các kiểu bạn. Tự clip tốt tìm mà chuyển sang cái clip gọi là sinh tồn luôn rồi. Không thể tin được. Quá. Rồi tìm được hới với ai? Cường. Hới với Cường. Ủa sao vô rồi? Thôi đầu hàng chứ trong có mũi cắn dữ quá chịu nổi. Ở đâu nó mũi dữ lắm đúng không? Ở trong cái rừng ấy á, cái rừng rừng đước cái gì á, rừng ngập mặn á. Anh vô chỗ đó mấy lần rồi đúng không? Đúng rồi. Anh tới chỗ gần chỗ em luôn rồi. Nhưng mà em chui múc ở dưới cái bụi rễ á. Anh không thấy được. Mà giờ buổi tối xuống mũi ghê quá. Nó mũi nhiều lắm đúng không? Mũi nó quằn như B52, nó ghe, nó chích sưng hết người luôn, chịu không nổi thôi. Vậy là bắt được ông Thế với lại Cường. Đúng rồi, vậy thôi tạm biệt quá. Dạ, tới ha. Dạ, ok. Chơi vui vậy thôi. Đồ ăn quá trời luôn nè, dưng hết luôn nè. Chưa, còn nước còn chai luôn nè. Mà mũi chích dữ quá. Mũi chích dữ quá chứ còn lương thực nước uống thì ok. Rồi tạm biệt bạn Cường luôn. Dạ, rồi, okay. Vô trong hai đồ ăn mì gói tắm được rửa được trong đó đi. Dạ, ok. Rồi hiện tại là thử thách của mình là được 10:30. Và bây giờ là đã hơn 8:00 tối các bạn. Nói chung là càng tối thì mình không có nào mà tìm được là, và tất nhiên là mình sẽ bỏ tới sáng mai mình bắt tiếp. Mà như vậy thì chết người này là sẽ phải sinh tồn các bạn. Nhưng mà có nhiều người là đi quá cái 15 mét các bạn, đi rất là sâu vô trong luôn, gây ra là không công bằng. Có những người thì chỉ tốn rất là gần, có những người thì tốn rất là xa. Nên quyết định là mình gọi hết 8 người còn cuối cùng này lại và chơi cái vòng bo cuối các bạn, cái vòng nhỏ. Tức là bây giờ là mình chỉ vẽ một cái vòng là ở trên cái khu bãi biển này thôi, không cho vòng rừng nữa. Tại vì là cái clip này là nội dung clip này là tốn tiền bãi biển mà tất cả mọi người đi vào gần tốn dưới nước các bạn, tốn hơn 15 mét luôn. Mình quy định là 15 mét là muốn mọi người là chỉ tốn ở bãi biển thôi, kết quả là ai cũng vô gần hơn 15 mét nha. Nói chung là bây giờ là sẽ reset chơi lại ở bãi biển thôi, không được vào rừng nữa. Và cái vòng bo mình vẽ là từ đây tới đằng kia là khoảng chừng 100 mét các bạn. Ok chưa? Bây giờ là tiếp tục có 30 phút để trốn ở bãi biển đây nha. Bây giờ là 8:30 giờ 8:45 nha. Ok. Rồi 1 2 3 di chuyển, mình đi vô ăn rồi. 30 phút mà. Rồi 11 tiếng tức là đã đủ nửa tiếng lố luôn nha các bạn. Nói chung là clip này mình tính là chỉ cần bắt 5-6 tiếng là xong rồi, kết quả là tới bây giờ luôn, do có nhiều người tốn quá là xa nha. Bây giờ vòng bo đã được nhỏ lại. Mình với cô An bây giờ là sẽ bắt theo dạng gọi là một người sẽ đi bắt là dọc, một người sẽ đi bắt ngang nha bạn. Tại vì bây giờ là chỉ được phép trốn trên bãi biển thôi, không được vô rừng nữa nha. Là bây giờ An là sẽ vẽ được dọc như vậy dài ra tới bãi biển. Okay. Không được phép trốn dưới nước mà. Ok sếp. Ok dễ em. Mình nhớ là mình chơi vòng dưới đây đúng không anh? Đúng rồi, vòng dưới đó dễ thẳng lên. Vậy dưới đây không biết dọc đi rồi nha. Rồi ok anh ơi. Ok. Còn mình thì đảm nhận là chiều dọc các bạn. Mình sẽ vẽ cái đường này dưới đất như vậy nè, để biết là mình đi rồi. Tại bây giờ là tối quá không thấy đường các bạn. Với lại tụi nó có thể là sẽ trốn theo cái dạng là chôn các bạn, chôn ló cái đầu lên. Ok đây. Đây luôn. Không đâu đây. Cháu hỏi tốn lại vô nội. Được chối thì. Không đạp hết hả? Không, nằm đây nè. Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Tao các tiếng là hai người bắt thì một người dễ dọc, một người dễ ngang. Ủa chị người cuối cùng chưa? Chưa, em mình bạn là người đầu tiên á. Trời ơi. Rồi. Cho đi em luôn, tên gì tên gì? Tên Quang, tên Quang. Đây chúng ta đã bắt được người thứ hai.
Chỗ đâu không lạ với ông nội. Rồi bạn đây tên gì? Tên Đạt anh. Rồi chúng ta đã bắt được bạn Đạt thứ hai, bạn trốn ngay cái hốc này nè. Wow. Rất tiếc là tụi anh là đi tàn sát những cái ở gần rồi. Ok, tạm biệt luôn. Okay. Vô trong đó tắm rửa ăn mì em. Ok, ok. Rồi mình phát hiện được một người đấy các bạn. Từ xa đã nhìn thấy rồi. Hai người luôn. Sao tốt chỗ lại với em nổi. Đó chính là bạn Lâm và bạn gì ạ? Bạn Hùng. Lâm Hùng. Lâm Hùng. Là được 4 người rồi. Rồi mình đã phát hiện người hướng nam. Nhìn là rất giống bố luôn. Wow. Tú, phải tú em. Đúng tú rồi. Không phải anh. Rồi gửi năm là bạn Tú nha. Rồi có hơi một người sáu luôn. Đây gửi sáu nè bạn ơi, nhìn là biết rồi. Đây gọi là chú thể của những đống rác. Đây có bạn nào nha. Bạn nào hello. Bạn nào giống bạn Nhăn quá ta. Rồi chúng ta lụm đầu bạn Nhăn rồi nha. Rồi em thấy anh hướng đây nè anh. Rồi đây là người hướng 7 nè bạn ơi. Hello. Giống chết trôi quá ông nội. Quá từ heo. Nói chứ là bạn hướng. Ôi người hướng 7 hả? Đúng rồi. Nói chung là bây giờ là chỉ còn có hai người. Tức là mình Dương An chỉ cần bắt một người nha bạn. Nên bây giờ mình Dương An là sẽ đi chôn luôn. Tại vì hai người mà tách ra bắt cùng lúc hai người rất là khó xử bạn. Nên bây giờ bắt một người duy nhất nữa là có người chiến thắng nha. Đi thôi. Tạo độ gây cắn. Có gì đó đen đen đó kìa. Bảo khoan bảo. Nói chung là tụi mình bây giờ là cứ ưu tiên đi kiếm mấy cái lùm nha bạn. Tại vì mình thấy là có 6 người là trốn trong lùm rồi. Nên bây giờ là ưu tiên tốt tìm lùm nha. Đây. Phải không? Ở nhà bị lò nữa anh ơi. Sao mấy cái ai chơi làm lò hay sao tự nhiên có mấy cái lỗ như vậy ta? Mà lại không có gì đâu đây hết. Kỳ ta. Ai cố gắng đánh hướng lạc hướng hay sao các bạn? Để coi. Tới cây vô biết rồi, tới cây rồi. Đây rồi. Đây. Bảo tí tới luôn bảo. Rồi chúng ta đã bắt được người hướng 8 nha bạn. Rồi wow. Bạn này tốt ở góc cuối cùng của cái dòng bo luôn. Bạn này tên gì? Dạ em tên Hoàng Anh ạ. Hoàng Anh. Rồi chúng ta đã bắt được người thứ 8 là Hoàng Anh nha. Ủa vậy ai thắng hả ta? Vậy hả? Mình còn vậy thiệt hả? Thiệt. Ủa nó trốn đâu? Đây đi kiếm nó kỳ á. Thiệt luôn hả? Còn phía giữa dòng bo là tụi mình chưa kiếm các bạn, cho đi dọc theo bờ biển là cái giữa chưa kiếm, đi vô giữa bảo ơi vậy hả? Wow. Trời ơi. Ghê hả? Gì vậy? Vậy là người cuối cùng là vậy? Vậy em người cuối cùng rồi hả? Ờ. Trời ơi. Rồi tiêu rồi. Nó có tiền đi chơi với gại nữa rồi. Wow. Không tin luôn. Giống chỗ dễ biết gì hết luôn á. À vậy tốt ngay cái Hùng nãy hả? Ốc vô hả? Thôi nói chung là game này cũng dễ hả? Mời anh Lộc. Có phát biểu gì không em? Chung là nó gọi là cái gì? Trốn khó lắm anh. Khó lắm hả? Ờ. Game này thật sự là mình tính là chỉ cần tới chiều là hoàn thành các bạn. Kết quả là tới tối luôn do có nhiều người là trốn hơi xa. Mình không nói là người nào trốn xa nhưng mà có An Giang á bạn, nó quyết định là reset cái dòng bo lại các bạn.
Kết quả là nghĩ chiến thắng. Rồi dùng tiền làm gì em? Gì anh? Dùng tiền làm gì? Không biết rồi. Về đưa mẹ. Có không? Hả? Hả? Mẹ, mẹ hai hả? Không. Hay mẹ trẻ? Thôi được rồi, nó tiền của nó muốn làm gì làm. Nói chung là game này là dĩ chiến thắng nha bạn. Rồi nói chung là cái clip này là cái nội dung clip là tốn tiền ở trên bãi biển nên mình hạn chế là chỉ được phép đi 15 mét ở trong mấy cái cây ở gần biển thôi. Nhưng mà có khá là nhiều người đi khá là sâu các bạn nên mình reset vòng bo nhỏ lại. Kết quả là cũng dễ là nó may mắn chiến thắng nha bạn. Nếu như mình mà không bắt một phép bốn người đằng kia là có thể là dĩ là nó tạch rồi nha bạn. Ok, nói chung là clip này dĩ chiến thắng. Nó muốn dùng tiền này cho mẹ hai mẹ ba gì đó là chuyện của nó nha bạn. Ok, bạn nào thích video này nhấn like, chia sẻ. Còn bạn nào chưa nhấn đăng ký kênh, chịu khó click đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất khi tụi mình làm những cái trò chơi tốn tiền ở những chỗ khác nha bạn. Nói chung là clip này là mình lần đầu tiên mình làm với số lượng đông như vậy nên có trục trặc chút. Lần sau chắc chắn là sẽ có kinh nghiệm và làm chuyên nghiệp hơn nha. Tạm biệt các bạn, cảm ơn mọi người nha.